ដើម្បីថាបានសម្រេចនៅគុណធម៌ពុះពោះបានចេះបានដឹងបានយល់បានចាក់ឆ្លុះ
mình sạch cho thua anh nâng chân tới phần tái ba mình miên ca phân phân cho nông phát triệu văn đi đừng bây cửa rút nông ca sạch đắp ra thua đừng bây sạch cục chỉ mùi nâng sọc rồi đó chỉ đào mình chân tên nó có vẻ ai cặp đến cặp chúng cô ô bạc này say đừng bây thả trời ban xin rạch nữ con nữ thua nông nốt có bay tới chỉ khó khăn tới nâng đối chứ nếp trời tiện tương nế chỉ mùi nâng ca để dục chất tục bạc nông kịch ca nghe để trời bằng phình đại chỉ cổ xo nục nục nâng nâng xin bây để ca đôi phượt tiền ấy nâng coi chẳng đá để miên ô bạc này say nà mùi chỉ phải cháy trời ở ban xin rạch nữ bọn phong nâ nâng thấy dân có phơi tiền thăm ở đây chứ đã ba lô mục tiền thì có chụt nít chụt nục đò nẹ nít đò nẹ nục anh chẳng thề nằng có phần thái bay tư chỉ lòng ca phơi nằng ấy chom từ lời nẹ từ tu nâng chỉ bục cối nên con ở thuộc cuộc thì họ thật chỉ biết sao ta ban anh chẳng thề nằng xung bây giờ ngọc đăng thả và đại kia hạ cạn mẹ tựa tu nâng chìa bây giờ đây bậc vô cả đôi tại bậc nâng cho ra nà nâng rọc mình ọc đi phần màn chùm nguồn bọn nó cứ cho ra nà nâng tam để bây giờ mà xăm bột rộng xâm tay ngữ nâng nâng chẳng lại xua thả bọn đại ca lãng xâm nông xâm tay là bao giờ nâng đôi ta là tình nà để bọn nâng dân đăng thật tôi chê từ nà hơi bánh ta chê để bọn trả lời nữa tôi thật phải hả đây bậc cơ để chỉ nẹ từ tôi chê giật hôn khi dân nâng quật chùn bọn mà ở dân bậc cơ bọn mà ở dân ở trả lời chắc à nâng mình mềm chậm thế vì bố rừng bọn mình là nà vô tư bật chô ở nhà nà bàn thế nâng vì nà lê chê từ nà để cả là bánh ta mấy cơ chê từ nà nâng tư chê bọn trả lời mà lê và thay dân đăng thay bậc cơ nâng chìa bệnh hệ bậc cơ chìa bệnh mà xăm quốc chìa bệnh chê cực quốc anh dân tất và ai nhăn chìa đây chìa đẹp khá là ở khăn khá là chìa tình ná nâng tự rút tình lớn bệnh mà xăm quốc chìa bệnh chê cực quốc anh dân tất để xa dân đăng là nâng thay bậc nâng để xa dân đăng dân chìa đẹp khá là đổi trầy lên cho cơ mà thay dân ạch bàn đăng thỏng nâng tìm sơn mình có thơ chìa mùi lô vì khai môn cái thôi chỉ mùi lợp ai sắp tới đó ngày nít thôi chỉ mùi lợp đấy đôi chỉ bị môn chẳng đấy còn tới lúc tới thì chỉ phải hệ đây vừa vừa ngày nít ha ai sắp tới bằng ngày nít sầm bằng nền tên anh em ta là nào vừa vừa bằng ai thà đi nít tới nơi lớn ôp bàn say này cửa xa làm việc tây tạ quan nhân đừng ai đỏ cà phê và liền nắng cứ tha xong cũng ở ở dân bạn được bằng mùi đỏ thầm nằng chấm đôi ở hôm nay nơi cha kệ chế từ nay không phải chịu bằng nít miền thóng anh em cứ sắp tới ban với chuyện mùi nắng bọc cười đồ ăn chụp phía hà đây bọc cười tới chúng bây giờ ngập đăng thì chụp phía hà đây bọc cười cả đó phần tế bài tư chuyện ban với chuyện mùi nắng phía hà đây bọc cười lúc lúc ông bạn đi say này bông để ban làm pin làm bây giờ tây tạ màu nắng cứ tha non ở dân ban từ với chuyện mùi nắng bọc cười nắng phần tế tôi phải chụp ban nắng dân được ập nhân cha kia chơi từ nào thế tuy nhiên ấy nên tự sầm lại bằng thông nâng bán bằng để miền phía tây tạ màu nâng có về ớt miền ổ ca đầm bay nhang bằng của sao dàng thông mùi ảy cả làng đa ở nâng của tôi đã xoáy miền cha kia chê tử ná thế nông và chịu bằng nâng chân ban thả bằng phía tây tạ nâng để ai đầm bay thả nhang của sao nông và chịu bằng ảy cả làng tôi thông ấy nâng dàng ná tôi bố đã xoáy thế nông phát triệu bọn mình ai nên cả sát cục sắp ở đó nên cả sát đáp được thua hay nâng răng răng chỉ cho rằng là cũng rừng cầm lăng này sự thiên nâng anh ở ban căn để chế đẹp lại chân tế ở nâng kịp bao gọc cả ở đó bọn kia tây tạ nâng anh đầm tế nhanh của sao cuộc cuộc của sao nâng anh thông thông nâng ai tầm rạch ban ở các bàn bàn nâng chẳng bàn tha quân bị cha nhật nhiều bằng ôn thầy trò nâng cọp bàn bài mốc ở bọn làm kia tây tạ hơi nâng từ cả đại miền đại triệt là nông ca thuê tiền miền ca sa ma tiền sơ nâng từ quân cha nhật nhiều nâng ai chuẩn bị mình bộc lộ tế nông anh nam đại gia cam ấy tế nâng đời để chấp tăng làm vị niên chế tình là
វិជ្ជាការសម្លាប់ចិត្តស្បបានសមាធិផ្សេងឡើងចឹងទៅណាទាំងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅសម្ដីមេត្តាវិដាអីនៅរស់ឬមានព្រះអរហន្តអីនោះវាមិនអាចដើម្បីថាទៅជាជ្រុលជ្រុះប្រឹកធ្វើនៅអនន្តរីកម្មអីទេពីព្រោះចេតនានៃប្រតិដើម្បីសម្លាប់នោះវាអត់មាននឹងដោយបានសមាធិផ្សេងហើយនឹងស្ដាប់ប្រតិភូ ក៏បើកឱកាសមួយឲ្យឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាពីអតីតនឹងឯងអាចមានឱកាសញ៉ាំបញ្ញាពុះពោះឲ្យចម្រើនឡើងនឹងដូច្នេះគឺក្នុងសេចក្តីនេះគឺជាញាតិញោមអាចចំបីនឹងជ្រាបអំពីការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងនឹងដែលអាចចំបីសង្គមកម្លាំងបុណ្យអំពីអតីតនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណា គឺរមែងញ៉ាំផលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅកើតឡើងសំគួរទៅតាមហេតុណាមានសំណួរនឹងសំណួររបស់លោកសុកសឿនទាំងនៅភូមិរំដួលលោកសួរអំពីការវិវត្តនៃមនុស្សការអំពីចំនួនដើមមនុស្សយើងមានមាត្រធំធំក្បាលប៉ុនបាទលោកមានវគ្គមមូនកម្លាំងខ្លាំងដោយសម្រេចសា ហើយមានអាយុវែងទៀតផងប៉ុន្តែបែរមកសត្វថ្ងៃនេះវិញមនុស្សក៏មានមាត្រតូចរៀងរាវស្ដើងកម្លាំងថយខ្សោយចុះហើយមានរោគាភិតិខ្លែកខ្លែងជំងឺតប់គ្រប់ណាដូចជារោគស្លាប់មួយចម្រៀងខ្លួនហើយរោគផ្សេងៗហ្នឹងក៏មានហើយអាយុហ្នឹងក៏ខ្លីថយចុះជាលំដាប់មកយ៉ាងណាហើយលោក ចាស់សំណួរណាលោកសុកសឿននឹងបានសួរថាតើមកពីហេតុតុនដិចបានជំនួសនឹងឯងមានការប្រែប្រួលខ្លះប្ដូររបៀបនេះណាណាសំណួរហ្នឹងទំនងជាសរសេរក្រោយលោកបងសំដែងហើយទេណោះឬក៏សរសេរមុនណាបើសិនជាបានស្ដាប់លោកគ្រូបងសំដែងបាញ់មិញរួចហើយនោះក៏ដូចជាដោះស្រាយរួចហើយណា ណាណាព្រោះសំណួរដែលបានសាកសួរទាក់ទងនឹងរឿងមនុស្សដែលមានការវិវត្តចុះថយទាំងកម្លាំងសុខភាពទាំងអាយុនិងទាំងប្រាជ្ញាស្មារតីទាំងគុណធម៌អីហ្នឹងវាមានការថយចុះ ជាលំដាប់អីនឹងយ៉ាងណាគឺដោយលោកគ្រូសំដែងចាប់ដើមតាំងតែអំពីមនុស្សក្នុងបឋមកាលមកនោះនឹងពន្យល់ញាតិញោមបានស្ដាប់វិញហើយគឺថាក៏ដោយជ្រាបជ្រលតាមដំណើរនឹងចុះណាគឺវាតកតងនឹងអាហារវាតកតងនឹងរដូវក្តៅតិចណារាំងភ្លៀងអីនឹងកាសធាតុបរិយាកាសជុំវិញជីវិតរស់នៅ นั่นแต่เวเจแต่จอกซอยទៅซอยទៅដែលนอนឲ្យមានជំងឺរោគាផ្លែកផ្លែកកើតឡើងដែលนอนឲ្យមានកម្លាំងខ្សោយដែលนอนឲ្យមានអាយុថមថយនឹងដោយอาศัยเวเจตรงนึงอาหารหรือก็อากาศធាតុระดับដែលវាมันជាទៅទៀងទាត់នឹងហើយហើយចំពោះ เรื่องរបស់ខាងក្រៅនឹងមានរដូវមានអាហារអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាតកតងអំពីកិលេសរបស់មនុស្សហ្នឹងវាតកតងពីលោភៈទោសៈមោហៈរបស់មនុស្សហ្នឹងកាលណាបើកិលេសហ្នឹងវាចិត្តតានការចម្រើនឡើងកើតឡើងនឹកឃើញធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះជាបាបជាអកុសលអញ្ចឹងទៅក៏វាធ្វើឲ្យរដូវអាហារវៃៗខាងក្រៅហ្នឹងឯងវាមានការចុះខ្សោយទៅ ធម្មជាតិខាងក្រៅនោះណាខ្ញុំម្យ៉ាងទៅតកតងនឹងការកែឆ្នៃរបស់មនុស្សអាស្រ័យកិលេសនឹងឯងក៏ធ្វើយ៉ាងនេះក៏ធ្វើជានោះផលិតយ៉ាងនេះបង្កើតជានោះម្ល៉េះហើយក៏ទៅត្រូវចុះខ្សោយនៅរដូវនៅអាហារនៅអ្វីៗសត្វគ្រប់ដែលសម្រាប់ឧបត្ថម្ភហើយនឹងជួយញ៉ាំជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សសត្វនឹងឲ្យវាមានការប្រព្រឹត្តទៅ ដោយសេចក្តីថាចម្រើនលូតលាស់នោះឲ្យវាចុះខ្សោយទៅតាមនឹងផងចឹងដែរទៅណានេះក៏ដូចជាការបានសម្ដែងបន្តអំពីម៉ាស៊ីនមិញដែរក្នុងខ្សែអាត់លេខ195នោះក៏
ជាសំណួរចម្លើយរបស់វិសាខបាសកនិងធម្មទនីអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ណានឹងក៏បានបញ្ចូលអំពីរឿងឧបាទានខណ្ឌ 5ហ្នឹងប៉ុន្តែបញ្ចូលនៅក្នុងរូបឧបាទានខណ្ឌ 5ហ្នឹងបន្តែបញ្ចូលនៅក្នុងរូបឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាជីវិតរបស់ លោកយើងនឹងវាមានអាយុការកំណត់ព្រំដែននៃពេលវេលានៃការរស់វាមានខុសគ្នាដូចជាសពថ្ងៃដែលនៅខាងក្រៅ100ឆ្នាំណាខាងក្រៅ100ឆ្នាំចិត្តទៀងហ្នឹងហៅថាអាយុខៃអាយុខយៈហ្នឹងគឺថាជាពេលវេលាកំណត់កាលនៃអាយុរបស់មនុស្សក្នុងសម័យនេះ ក្នុងចម្ពោះទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែវាអាចមានលើសយ៉ាងដែរប៉ុន្តែទោះជាលើសអញ្ចឹងទៅក៏វាមិនដល់ពីដងទេណាវាមិនដល់ទៅដូចថាចិត្តសិតប្រាំពីរដងអីដល់ទៅ120ហាត់ទឹកអីទេហើយតកតងនឹងបញ្ហាមួយដែលយើងសិក្សាអំពីរឿងជីវិតទៅដែលកើតពីកម្មអញ្ចឹងទៅគឺយើងឃើញថា មានការខិតនៅបានតែមួយផ្លេតទេគឺវាលឿនរហ័សណាស់ក្នុងការរលត់ទៅដែលយើងសិក្សាមកមិនអញ្ចឹងទេណានឹងកើតហើយតែតែងរលត់ទៅចុះនិយាយអំពីរឿងអាយុដែលអាចខិតនៅបានដល់ទៅអាយុខៃដែលនិយាយនៅក្នុងព្រំដែនកំណត់នៃការរស់នៅក្នុងភពក្នុងភូមិក្នុងឋានក្នុងកន្លែងនីមួយៗអ นั่นโดยที่อายุរបស់เทวดานั้นก็เวงจังมนุษย์จังเตะสมัยกับថ្ងៃนี้นั้นนั่นให้พรหมนั้นก็เวงจังเทวดาទៅนั้นតើជីវិតនឹងជីវិតអីនឹងយើងអាចឆ្លើយថាជីវិតនឹងវាបន្តគ្នាណាវាសន្តតិវាបន្តគ្នានឹងបានទៅជាជីវិតនឹងមួយអត្តភាពឥឡូវយើងអាចដោះស្រាយបានថាជីវិតនឹងវាបន្តគ្នាទៅព្រឹកទៅមួយអត្តភាព ตั้งแต่ปีกาลรหัสสลับนั้นโดยจับไงจับฉน้ำเทียงนั้นแต่เจ้ารูปกระโถนั่งมันจมพัวแต่ชีวิตจะรูปเตนั่งตาเวียนต่อเนี่ยอย่างไม่โปรดได้ยังศึกษาเตจะกรรมจะรูปรูปกาปีกรรมก็ได้จัตตาจะรูปรูปกาปีจัตตาจะรูปหาจะรูปรูปกายเกิด ដោយសមុទ្រខាងផ្សេងៗនឹងឯងរមែងគ្រប់អាយុហើយក៏រលត់ដែរទោះជាវាមានការកើតមកប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏វាមិនរស់នៅហួសអាយុវាដែរវាមិនឋិតនៅហួសអាយុវាដែរវាតែតែរលត់ទៅចុះបើរូបតែកើតឡើងហើយតែរលត់ទៅអញ្ចឹងតើវាអាចចិត្តធំមកយ៉ាងម៉េចហាក់ដូចជារត់មានរលត់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអានឹងជាបញ្ហាអត្តល្អន់ដែលយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងរូបបរិមត្តហ្នឹង นั่งปีเพราะการนับไปยังตึกกูปีการเกิดนั่งการรลวดเตยนั้นตัวเชื่อเวียนการเกิดโดยสมุทรธรรมเป็นบุญกระด้างปั้นไตแต่ดอกไปอายุเนี่ยรลวดฮะปั้นไตสลับแต่รูปกายนุ๊กเยิ้งโดยตั้งแต่ปีนี้ขนมเตยในเมตตายังจะจะทมเตยทมเตยรหัสเตยสุดน่ะจะเตยในเมตตารู้ก็จะจะทมเตยทมเตยโดยเป็นยังสับไงไอ้นั้น ហើយបើនិយាយអំពីរឿងថារូបនឹងកើតឡើងហើយរលត់ទៅមិនក៏វាចិត្តធំធំទៅបានដូចថាតើវារលត់ទៅនឹងវាទៅខិតនៅអីយ៉ាងម៉េចដើម្បីសន្សំកកគុណហើយជាក់ស្ដែងដូចជានៅពេលស្លាប់ទៅបើថារូបនឹងវាកើតហើយកើតបណ្ណាទៅរលត់ទៅប៉ុណ្ណឹងហេតុអីបានជាស្លាប់ទៅនៅសាកសពតោះតែយកទៅដល់ទៀតវាយកទៅកត់ទៅជាអីទៀតមិនក៏មិនបាត់អស់រលីងដូចដែល มดนั่งประเดชันทิมีนกรรมไม่จะรูปกาดเองนั่งได้เลยอัดเนาะไม่ได้จะไปสลับตัวเวมันอัดจังเตอร์โดยเชี่ยเทวดาอุปปาติกะสำนาหรือพรหมอุปปาติกะสำนาเองนั่งได้เมียนรู้ได้จะไปเจาะเตะตัวรูปนั่งเวรเลยบัดอัดเตอร์เนาะนั่งได้อัดเมียนสะสอบเนี่ยนะนั่งนั่งสำนาอัดนั่งมันเมียน สะสอบไอ้เจ้าโปรกาดแรงโดยตาบอลจังเต๋อก็บานยังกรรมจิรูปนั่งไอ้กาดแรงนั่งไอ้ก็เมียนตุ่มคุมโดยเชี่ยมนุษย์เยิ้งคือท่าทมแต่มาดอง
đôi chia thà cầm lọt cầm mông tại mà đong chân tê dành ná đôi tê và đại nó có trả lại nó có bình rưu bình riêng sát bạc chân tê trùm ấy nâng chân á ấy đòi tập tê chọc tê ấp miên phò sát sọc ấy tê nực nông than tê và ba chịu bộ bạc cạc ná trò hốt đòi tê trùm đòi ấy chân tê cứ về ấp miên phò sát sọc ấy tê xâm bấy tê và ba bò rực hốt à ha đá tại hà nó là ít thực không nó chỉ được chỉ đẹp tới ở miền một là một ấy tới nằm gần đây chúng ta là sọc và cam và than nơi than tê và đa ấy nó ở miền đấy rồi là sọc rồi mau tê và đa mọi trùng ấy chúng ta này ở bà này miền này sọc mà nước ấy nước ngọt đấy là xa xa sọc nằm vì bị nháy cái thùng lên rất là sợi tới hai nằm chẳng bán chỉ dân tới thật tài khơi thả tới rút cây để thông thông rồi hốt tư chỉ xa sập nâng ấy ta đi chỉ rút dần nà nâng nếu cái nông thì cái đấy cứ dân sập xa ông ti xa xong phê rẹ bạc thật vầy xa xong phê rẹ áp bao xa xong phê rẹ về châu xa xong phê rẹ về dù nó tiếp vì thật xa xong phê rẹ nâng cứ ban thì cái đấy thà vì chỉ xong phê rẹ để xong rạp xong cùng kia ở bàn từ chìa nó cua cài đi nằm đôi chìa xong phía rẽ tiệt để xong cùng tới bàn từ chìa tiệt xong phía rẽ tiệt rực dân ấy chênh xịt nên việc xong cùng tới đây xong phía rẽ tôi không chẳng tới từ chìa cường dân dân chạy nên dân ná xong phía rẽ mình sợ rôn để cho mình sợ bài chìa đào nên việc xong cùng bàn từ chìa cài đi nằm thiệt đầy, thiệt tất, thiệt thân, thiệt tròn ấy. Nếu không đôi chìa bạc ở đây thiệt ấy chấm miền kề xa sợ chẳng lại đó chứ. Cứ thà chìa bạc ở đây thiệt cực bệnh mềm hay. Nằm, bằng tay chìa bạc ở đây thiệt nó về miền lệ cẩn nạ chìa bò rạc mặt. Rồi sự phía vệ lệ cẩn nạ về rừng, về cổ kết về rừng, rưu thao vực tuần chẳng tới. Vì chìa tu học hạp vệ để bạc nâng cài vừa xa. Bằng tay chìa bạc đôi chìa sợ rứa cờ rôm thì chọn mình bay ấy nâng về mình men men tè bạc từ đây thiệt đấy về miền là bào thiệt thiệt thật về miền tê châu thiệt về miền vía châu thiệt thong ba chắc bạn hai đó chỉ sợ xong thì để bạc từ đấy đâu chỉ đây thao về mình men men tè bạc từ đây thiệt đấy về còn để bạc từ đây thiệt nâng về cho ra chiêng về tay chỉ rừng chẳng tay là thiệt xây tiết vía về tay chấm nơi không thì cái đấy cờ dân tập đây là bàn sập sam thì rương เรื่องรูปกรรมฐานผ่องได้นั่นนะเด็ดเด็ดต้มนั่งสมนูแต่โลกเนี่ยสูบันสุดใจมานั่งเป็นเจียมปีเรื่องอายุเรื่องไอ้นี่อันนั้นยังกับได้นั่งบานเฉลี่ยท่าธรรมดาไว้ไว้แต่เป็นเมียนการสมคมการลางหายเดือดใจแต่เมียนอายุนะจ๊ะจึงใบแทนใบจึงมวยนี่ก็เมียนอายุเด้นั่งหลบคู่บ้องคนเรียนออกสักครบหายตัวที่เนี่ยได้ใส่ไอ้นั่นเด้เวลาครั้งจะถ่ายอยู่นั่งไปอยู่จังใจอยู่นักนั่นเด้แผ่นใจมุ้ยมุ้ยโดยแผ่นใจนี้ชั่วถัดพอจะกลับนั่งคือจะแผ่นใจจะเมียนสิได้จำรานกลับจะเมียนสิได้จำรานโปรเมียนเปรตมาสังกุฎรักเราจะพรำพระองค์น่ะให้รูปเวียงเปรตมาสังกุฎมีองค์จะมีองค์อยู่วงไปนะนั่นก็จะกลายเป็นเจ้าเคยท่าอายุระบักแทนได้ในมวยในมวยนั่งชูนะไปจำรำแต่ว่าท่าเตยแบบนี้เลยการใช้สิ่งก่ออยู่นั่งรำแต่ใช้ออกนั่นนะนั่งเยอะไปในกาโซนตะเตนั่งก่ออยู่เยอะไปในกาการล้างจำรำแต่อาเมียนมันลุกรัวในไอ้บ้านนั่งก็เวียอยู่ไปให้ไปให้หนีน่ะบุญจำในนั่งไปให้หนีไปแบบนี้ยังได้เมียนอายุวิมีนเปย์วิเลียนนั้นคือวิเตโตมหนึ่งกาได้ยืนสักสามปีสะสมเพเรปัตเวยหนึ่งปีโปรสะสมเพเรปัตเวยนี้วิมันเมนเมนเด็กขังขนมเลยวิมันเมนเมนเด็กขนมจะได้ระเดเดเกี่ยวปาเต็นกะสังคาเต้ขังไกรโดยเจ็ดในหนึ่งตามเชื่อหนึ่งสมัยรูปเจตนาเจตเซนเซนสับรูปไอ้นั้นก็เวียนเวียนกับหม้อเวียนสมบ่เวียนไฟเวียนคลั่งเวียนสลับตุยกาคลายไอ้จังเต
tổng hợp nâng cứ sắp tới chìa sạc xâm thê rẻ bạc tạp vầy chìa khẳng cài bần tay nơi khăn bạc thô bạc sản á xâm cốt rư cờ bạc sản rây bóp chìa đám đây xâm tay nô mình sơ chìa ảy bức sạc ba nơi khăn bạc tạp vầy thiết rư ạ bào thiết tê chô thiết bia dô thiết chìa khẳng cài ghê nâng cứ xâm tay đòi bức sạc đá về tệ tôn nâng rương ủ bà tên là cả sẵn khà ឧបាទានកសង្ខានេះមិនសំដៅយកតែកម្មជារូបតែយ៉ាងទេណាទេណាឲ្យតែវាមានការតេតងនឹងវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសរីរៈនេះទោះជាកើតពីចិត្តក៏ដោយកើតពីអតក៏ដោយកើតពីអាហារក៏ដោយនៅក្នុងទីនេះគឺសំដែងជាឧបាទានកសង្ខាណាព្រះណានឹងមកពីអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់សំដែងចំពោះខាងក្នុងនេះដីទឹកភ្លើងខ្យល់នឹងច្រើនដោយពុស្ដាពីព្រោះដើម្បីដោះស្រាយការជាប់ជំពាក់ការប្រកាន់ហួងហែងការលោះលៃរបស់សត្វលោកនឹងប្រសត្វលោកមានការប្រកាន់ខ្លាំងណាស់ប្រកាន់មន់នៅក្នុងដីទឹកភ្លើងខ្យល់ជាខាងក្នុងនេះប្រកាន់ថាខ្លួនហើយត្រេកអររីករាយអលោះលៃនឹងក៏ខ្លាំងជាងដីទឹកភ្លើងខ្យល់ខាងក្រៅណាអញ្ចឹងគឺខាងក្រៅនោះមិនចង់បាច់សម្ដែងអីច្រើនពេកទេគ្រាន់តែសម្ដែងជាគ្រឿងប្រៀបធៀបបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបតិវិធខាងក្រៅមិនមានចេតនាដូចជាដើមឈើមិនមានចេតនាទេណាបកូលរបងដុំថ្មឬក៏ដែកលោហៈអីផ្សេងៗដុំគ្រោះដុំដីអីហ្នឹងមានចេតនាទេចឹងមានទេហ្នឹងយ៉ាងណាមិញគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីរូបកម្មដ្ឋានណាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងវឹកហាត់អប់អរំនៅចិត្តដែលតែងប្រកាន់រូបជាខ្លួននេះហ្នឹងគឺថាឲ្យវាក្រៀកចេញអំពីការប្រកាន់ហ្នឹងឲ្យឃើញរូបខាងក្នុងនេះឯងរូបខាងក្នុងហ្នឹងណាឲ្យឃើញថាមិនមានចេតនាដូចរូបខាងក្រៅដែរបតវិធខាងក្នុងនេះមិនមានចេតនាដូចបតវិធខាងក្រៅដែរអាហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយទៅយើងស្ដាប់បានប៉ុណ្ណឹងថាយើងដឹងទេអានេះក៏ត្រូវការវឹកហាត់ឲ្យប្រកបនឹងដូចជាការវឹកហាត់នៅគោការអញ្ចឹងណាវឹកហាត់ឲ្យតល់តែចូលនឹងបានស្រួលល្អដូចជាគោដែលបង្វឹកហើយបានមានរបៀបរៀបរយអញ្ចឹងសភាពនៃចិត្តហ្នឹងគឺយើងវាស្រួលហើយក្នុងរបស់ខាងក្រៅណានឹងដូចជាសសររបស់ដុំថ្មអីណាមើលគុណចាស់ញាតិញោមនឹងមើលរបស់ខាងក្រៅនឹងមើលសតសាលាសតរបងថ្មអីហ្នឹងថាវាមានចេតនាទេហ្នឹងគួយលើក៏បានស្ដាប់ទឹកមាត់ដាក់អីអញ្ចឹងទៅក៏បានតើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមានគិតថាគេមើលងាយអញទេឬគេលើកចង្កើងអញគេសរសើរអញទេអត់ទេយ៉ាងណាមិញគឺថាព្រះធម៌ហ្នឹងសំដែងឲ្យមានការអប់រំណាអប់រំទូមានចិត្តនឹងឯងឲ្យឃើញថាបតវិធខាងក្នុងនឹងមិនមានចេតនាឲ្យឃើញបតវិធខាងក្នុងនឹងមិនមែនសត្វមិនមែនបកលទូខ្លួននឹងហ្នឹងត្រង់ដែលឲ្យឃើញថាជាធាតមិនដឹងព្រោះមិនមានចេតនានឹងគ្រាន់តែជាបតវិធនឹងឯងដូចគ្នានឹងបតវិធខាងក្រៅដែរណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីនេះព្រះធម៌នឹងបានសំដែងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងមានការអប់រំទូមានចិត្តនឹងឯងសរុបមកនោះនឹងហើយយើងក៏អាចជ្រាបបានថារូបកាយនេះវាមានការចម្រើនឡើងទៅដោយអាហារជាបាយនិងនំនឹងដែលនាំឲ្យវាមានសកសម្ភារៈបតវីអបោតេជោវាយោនេះណាគឺជាចម្រើនទៅធំទៅនឹងដោយអាស្រ័យអាហារក៏ប៉ុន្តែបើក្រំតែមានអាហារហ្នឹងហើយទេជោធាតដែលកើតពីកម្មហ្នឹងវារំលាយអាហារហ្នឹងវាចំអិនអាហារហ្នឹងហើយបានទៀតនៃអាហារហ្នឹងឯងញ៉ាំរូបឲ្យកើតឡើងហើយវាមានទៅជាសក់វិច័យទៅអញ្ចឹងណាចឹងតែជារោមចោតនិញស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងគូក្នុងឆ្អឹងអីចឹងទៅមានទៅជាតម្រងបសាវៈមានទៅជាបេះដូងមានទៅជាថ្លើមមានទៅជាលំពេងអរិះមានទៅជាកាពះមានទៅជាសួតទវៀនតូចទវៀនធំលាក្បាលគួរក្នុងក្បាលហើយនឹងវាកើតទៅជាពួកបតវៃធាតផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាមានលក្ខណៈរឹងក្រោតក្រៀតដែរនោះប៉ុន្តែវានៅក្នុង
Sampere, the Chiapao, the Jovio, and uncle me back to like theatre there. Nung, Nung, Junk with her, Nung, Nung, Gab. The men sat Sampere, back to way, about the Jovio, Nung, do it her. Men sought, men row, men the jaw, men spy angel.Về ai đầm bay nâng chìm ra ban từ tàu nâng à nâng bờ về nơi lơ tè à ha mà giá vì mình ai cũng biết từ bàn thì họ đôi chia tiền ruộng đây và để thân thiện chân à, miệng đá bon khô bà ha tư ừ, chỉ thầm bà đà nó được chỉ thả mai mùi dần tần tè còn mùi mốc rọc còn mùi mốc rầy thấy trung tre chân tham trung bay từ rọc nâng cho mình đôi thì,Trời nó có mình đôi kìa. Nó ngọt vì ấy bỏ bỏ phô bà ha. Tại sao ngày đôi chơi môn môn chân này nó. Đôi chơi khóc này ấy khá giang ná. Cô mình ở ha nâng về tôi chết phơ ở cô ní trời. Đôi con trai trai ở ha nâng. Miền ở vẹn dù vẹn trời. Ây cô ní tôi chỉ miền. Sầm thịa đấy ạ. Đôi chơi bỏ rõ. Miền phết rõ. À nâng.Bờ về nơi lơ tại à ha mà giang chân mấy co à ha nâng về tới chê riệp chòm rụp rụp bò sạch rụp bò mần nụ rụp bò cồn khăn ông cua nâng ai về khóc nê chẳng thì họ đôi chìa đang chờ đôi thay nơi khăn ông đây mà mẹ buôn trông chân hay đòi tê về đo lắng dân khơi đôi thật mày thì miền mày trả nộpHãy bờ về ở xoay tới nơi lơ rồi chết thành đây chân tới mấy con đọc lại cho là một học nghề đến nào vì ấy ở đôi chuyện đây dân triệt sạp hơi ạ miền đám chúc ta miền cao mà ly miền đám khuất miền đám đôn miền đám xoay à, hay xây xuyên tiền nữa nè hãy về sắp để đọc vì đấy ở xoay rồi chết này thành đây để rưu rượt bờ vô màu nấncòn tới mấy câu về mình tới chợ đau đôi kia lực này phải cài đôi kia từ nằng mau bị ấy đến bàn chỉ về ở đôi kia vào vượt vô chi chiết rồi thành đây ấy đôi chợ kia chẳng nó mau bị ấy na xa thủ để mau bị bôi thế đấy lát em khác chưa ấy chẳng tới khác đâu vì như ấy chẳng từ nằng mau bị bôi nằng đau từ em chẳng tới hay nơi cái bài kia nằng đây đau sợ đau mà đau nó còn đổ viên chẳng tớiỨ nơi các bài nâng đáy cổ chma nâng cổ chú nhân tư nâng được chứ nơi lời tôi nhân nằm ấy à vì dây một tí rừng sạch ở nơi nông xây nây mệt bà cũng là lúc dây gặp ngày nâng á giờ tề hó hay nâng bình chuyện nơi khăn ống thua đầm bấy phi chạc nà nà chẳng cứ à khai miệt đa để bỏ được phô bà ha tên chân tư à ha nâng có bàn chuột triệp cho nơi nângđề rộn nắng, ai rụp đề rộn nắng anh chìm ran nắng bán co anh trái về miến, đề chuột thiệt đề cầm bàn bằng cài lại nòng đề rộn nắng chẳng ai có bàn tay chìm rụp bàn tay về trái là trái miến tối cứ cầm nè mình cắm chìm tối nắng cắm chìm tốichẳng mình không thì đam chơi hàng cây để mình đấy cho nó nằng tôi đào đồn anh chẳng về miền phải phải tùng tới giờ tập đam tới đọc gì thế đọc để cho bờ đồn nâng về đồn tì nằng ai đặt tập phải nâng về tì sạch thế cho tập đọc cả từ ở miền tập pi nhà dân vô mà đam đọc thế cho đại dân tập đọc cùi đồn tì nâng vô ở đồn mà mìnhvô ạ đồn ạ tí bần tế về nơi nóng đớm đạp đồn tí nè trời ạ nè cho ạ đây miên cập pin nhá ạ đồn miên cập pin hay về ạ đọc chảnh ngọt bàn vô tập đầm tức đọc thế nè chẳng nà mấy mà nút mấy chân đấy nút dân ca mau anh chấm cứ thà ca nà bơ về miên ạ bị chia tâm là hát về miên cam thì cam một chiếc ca lớn nèmiệt ca tạ tay nực bon nực ba tay chân tết à nướng kia đi chụp cù dây mình nhắn trên đó được được khoai đồn được được cặp pin đồn chẳng à nướng băng đặt đo hết lên đấy
Đọc nâng cư mấy bạn thật đây thà Quan dự khăn nông áp tập hiệt ní Việc sách xo xo xây đồng bây tư cao tiết thế Vẫn thế thì miến À bị chia tầm hà miền cắm ní chia bạch cháy Nhăng Nhăng rút của khăn ở cao lăng chết mấy Thấy Vệ tử nia sử nha sang khá vì nhiên Cư thà quật mấy đồng ốc Tăng tên tí và đệ sân thị cao tầy Mên đấy Vì con đệ thà Nông bà đệ sân thị nâng ấy Sực hiệp này chất về ban của môi dược Đằng ốc nơi ốc bạc này xoáy Đời thuộc ban vòng tinh chị bông chị ba rồng này Chị cầm dàng na để thuộc Ở phần tư nơi khăn ông chua này chị quần nữa Cứ thà về ban của môi dược từ đằng ốc Rốt ốc bà ní sẽ giáp và chạy Vẫn tay thảo thì miên khăn chắc mà mùi Đừng bây thà tu tên tôi tư cao thiệt mây nó cứ ạp miên này Đòi ở xoáy về miên vui cho bình năng tế Đói cầm lăng này bụi nụ án chia bạch chạy Nâng dột bịa bạch chạy á thì nó Thì bạn đây thả Vì ớt miếng xây mùi từ cao tế Tức tư hình tôi tới cử ớt Bạn giờ khăn đây rồi luật tới là tây tạ Thì tới là nà quốc chứ Tới là tây tạ Nâng Hay bao giờ rồi luật tới là tây tạ Anh chăm cua nâng dân khơi anh thả Miếng xây mùi đây rồi luật tới hơi Từ nơi không là nà quốc tiệt tế À thế, à tây tạ về đây lại, mẹ nét chứ, à nà cướp về đây lại À tây tạ nó về rất tích ngay, tích ngay tới với miền nơi xây đầm bây thật tây à nà cướp Vì chứ nè, vây vây để ca hết lần hơi, tây tây rồi luật tư À vây nụ anh đây rồi luật tư, cứ với cầm lòng tư, đời tha cầm lòng cứ à tây tạ cả, là bán ấy chứ Còn tới, đây về ai miền ca ca hết lần chỉ thầm mây bằng to từ nước Xong một bạn xây ấy dàng nà đôi, chỉ sắp được quên nâng anh, chỉ nhận tu tư anh tôi tư cướp Rừng lý bố hạ sáy bạch cháy A một hiệp này bạch cháy nâng ấy Cảm ạ bởi dân dơ đâm thế dân ạch ngon thả Ta về tạ tay dàng na thế cư cầm lăng Này bạch cháy nâng về ai còn cả lăng nơ phòl Đồ chỉ cầm chân chìa bạch cháy Về ai còn cả cầm mạch rưu Cảm chân bị bạc khăn chân Nâng tăng tạ tì bạch đệ sân thị cả tầy Nhân Ấy chỗ đôi bạch hạ rõ hòn Bạch hạ rõ hòn đôi chì bạch niên thăm ở tên này anh chân Nâng cư thả ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធព្រះអរហន្តគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាដូចជាថ្នោតដែលកំបត់ចំណឹងថ្នោតកំបត់ចំអាចដោះទៀតបានទេទៀតដែលឃើញថ្នោតកំបត់ចំហើយដោះលោកត្រួយអីចេញពីបីអីទៅទៀតទេអត់ទេហ្នឹងហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើកយកថ្នោតកំបត់ចំហ្នឹងកំបត់ចំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៀតបានសេចក្តីថាអត្តភាពរបស់ ព្រះរហន្តណាអត្តភាពរបស់ព្រះរហន្តណាដែលមានខណ្ឌបញ្ញកៈក្នុងអត្តភាពចុងក្រោយនឹងគឺជាអត្តភាពដែលកំបុតណាអត្តភាពដែលកំបុតបានដូចតែម៉េចបានដូចថាវាអត់មានបន្តទៅទៀតទេនិយាយទៅអញ្ចឹងដែលអត់បន្តទៅទៀតហ្នឹងព្រោះវាអត់មានអវិជ្ជាតណ្ហាអត់មានកម្មណាក្នុងសន្តានហ្នឹងវាអត់មានម្ល៉េះហើយវាអត់មានអ្វីដើម្បីជាបច្ច័យញ៉ាំងរូបធម៌នាមធម៌ เอาเมียนกาบรรทอดទៅក្នុងគុកជាតិកំណើតក្រោយទៀតទេអញ្ចឹងវាដាច់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដូចខ្នោតកំបុតចំមែនទេអត្តភាពរបស់ព្រះអរហន្តដែលបន្តគ្នាវែងឆ្ងាយក្នុងសង្សារវដ្តកន្លងមកនោះរាប់ជាតិជាអណៃនោះណាប៉ុន្តែមកដល់ពេលដែលអស់អវិជ្ជាតណ្ហាអស់កម្មនឹងកំបុតត្រឹមនឹងមែនទេហ្នឹងកំបុតត្រឹមនឹងហ្នឹងដែលថាកំបុតត្រឹមនឹងនោះមិនមែនបានដូចថា ព្រះរហន្តនឹងលោកមិនកើតទៀតមិនមែនទេដែលថាកបត់ត្រឹមហ្នឹងពីព្រោះរូបធម៌នាមធម៌ដែលមិនកើតនឹងឯងព្រោះវាអត់មានបច្ច័យតតែងព្រះទេអញ្ចឹងហើយចុះដែលបុគ្គលដែលមិនមានជាព្រះរហន្តនឹងឯងកបត់ទេបើថុយជននឹងព្រះសត្វតាព្រះសក្តិព្រះអនាគារណាអស់ជីវិតទៅកបត់ទេហ្នឹងដែលអត់កបត់ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចព្រះ อะไรจะบอกเกินนั่งหรือกับถอยจนนั่งแต่การที่เรื่องใหญ่นะแต่การที่เรื่องใหญ่นะนี่คือถ้ามันเล่นสัตว์ตกเกินนะดังใบถ้าเจเนะแต่การที่เรื่องไม่แน่จังคือถ้าปัญญาคำได้หรือลดตึ้งคือกันลองตึ้งโดยเนี่ยคำหรือว่าพระอรหันต์หรือลดตึ้งกันลองโดยเนี่ยใบเคลียร์ตึ้งกันลองโดยเนี่ยปัญญาคำพระอนาคีพระสักเสียพระสาวตาใบเคลียร์ตึ้งหรือ กันลองเตอโดยเคลียร์ปัญญาคำปะทอยจนกุญแจหยิบโยงบองโอนครุฑเนียนาตังอ้อคือถ้าเอาแต่สัตว์โลกเกิดมาเนี่ยเมียนปัญญาคำระลวดเตอใบเคลียร์เตอคือกันลองเตอตังอ้ออัดเมียนคำนามวยแต่เกิดริษฐาคำเปรียรหันอัดเมียนแต่เกิดเตอกลายเป็นคำเปรียรหันนั่นเองคือถ้าตั้งที่เปรียรนาเกี่ยจอกมาเนี่ยคือเตอแต่เกิดริษฐาอัดเมียนเนี่ย
ឲ្យតែបែកធ្លាយគឺកន្លងទៅទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែតាមណាបើនៅមានអវិជ្ជាបញ្ហានៅមានកម្មអញ្ចឹងក៏វាបង្កើតនៅខណ្ឌឲ្យកើតជាបន្តនឹងដែលបញ្ញាត្រូវឃើញណាទៀតត្រូវឃើញបដិច្ចសមុប្បាទធម៌នឹងឃើញច្បាស់អំពីរឿងអវិជ្ជាតណ្ហាកម្មនឹងឯងដែលមាននោះជាបច្ច័យញ៉ាំណាវិបកខណ្ឌហើយនឹងកម្មជ្ជរូបតាំងពីបដិសន្ធិកាលទៅជាទុក្ខសច្ចៈជាទុក្ខណានឹងយរាទុក្ខជាភិទុក្ខមរណៈទុក្ខហើយនឹងទុក្ខផ្សេងទៀតព្រោះអាស្រ័យមានជាតិនោះព្រះរិយបកលកំណត់ដឹងជាទុក្ខសច្ចៈនឹងព្រះរិយបកលលោកដឹងណាពីទុក្ខសច្ចៈប៉ុន្តែលោកមិនបានឃើញថាមានសត្វបកលណាក្នុងលោកនេះហើយសត្វបកលនោះជាអ្នកទៅកើតទៀតនោះលោកបានកំចាត់បងហើយនឹងក្តីត្រេះរិះការយល់ឃើញថាសត្វបកលក្នុងលោកនេះមានហើយសត្វបកលនឹងតែកើតក្នុងបរិលោកទៀតនោះគឺអត់មានក្នុងព្រះអរិយបុគ្គលទេតែលោកឃើញការកើតឡើងជាថ្មីណាមានអត្តភាពថ្មីភពថ្មីនោះលោកឃើញមានទឹកប្រកបព្រះលោកត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌តែលោកមិនបានឃើញថាសត្វនឹងទៅកើតទេតែលោកឃើញទឹកប្រសច្ចៈទឹកប្រសច្ចៈតាំងតពីជាតិទៅទុកទៅណាទេជ្រាបទេអញ្ចឹងទឹកប្រសច្ចៈណាតាំងពីជាតិទៅហើយវាមានជារាមរណៈហើយមានសេចក្តីទុកធ្លាក់ចុះកម្មឧបាទាននៅឋាន5នឹងហើយក្នុងការដែលមានទុកកើតឡើងនឹងឯងគឺវាមានអ្វីជាហេតុមានអ្វីជាបច្ច័យដើម្បីឲ្យឧបាទាននៅឋាន5ជាទុកកើតឡើងជាថ្មីក្នុងភពជាតិកំណើតនោះគឺព្រះរិយបុគ្គលលោកឃើញលោកមិនមានសេចក្តីប្រកាន់ថាជាសត្វជាបុគ្គលជាតួខ្លួនណាជាអ្នកបង្កើតទុកនោះទេនឹងតែលោកឃើញមានអវិជ្ជាមានតណ្ហាមានកម្មនៅក្នុងអត្តភាពមុនមួយនេះដូចថានៅក្នុងអត្តភាពបច្ចុប្បន្ននេះវាមានអវិជ្ជាតណ្ហាមានកម្មអានឹងគឺថាវានាំឲ្យមានចិត្តទុកតទៅខាងមុខហើយលោកឃើញថាអត្តភាពក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដែលមាននោះមិនមែនទេវតាអិនព្រំណាជាអ្នកជុបនិមិត្តបង្កើតទេគឺព្រោះអាស្រ័យអវិជ្ជាតណ្ហាកម្មក្នុងអត្តភាពមុនក្នុងអត្តភាពមួយមុននេះណាវាមានអញ្ចឹងលោកឃើញហេតុដែលនាំឲ្យមានទុកកើតឡើងហ្នឹងលោកឃើញអញ្ចឹងអត់មានថាខ្លួនឯងជាអ្នកកើតដោយខ្លួនឯងឬអ្នកដទៃជាអ្នកបង្កើតហ្នឹងគឺអត់ទេលោកត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌លោកកំចាត់បងអវិជ្ជាហើយបុគ្គលដែលមិនបានត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌រហូតដល់ទៅមិនបានស្ដាប់មិនបានសិក្សាអប់រំទូលានចិត្តនិងចម្រើនបញ្ញានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដល់ទៅត្រេះរិះស្រាវជ្រាវដោយកំណត់ខ្លួនឯងរួចពីកំណើតសត្វលោកនឹងមិនដឹងជាកើតយ៉ាងណានឹងព្រោះថាមិនអាចអ្នកណាទៅធ្វើចក្ខុប្រសាទសោតប្រសាទធានប្រសាទជីវហាប្រសាទអីបានទេនឹងសត្វលោកនឹងគឺវាមានគ្រឿងពិសេសណាស់អាចមានចិត្តចេតនាអាចមានការសោយអារម្មណ៍អាចមានការចាំមានវិញ្ញាណមានអីនឹងអញ្ចឹងដល់ទៅត្រេះរិះទៅរូបវាមិនឃើញមិនដឹងថាវាកើតមកពីអីពីព្រោះមិនមានការត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌មិនបានឃើញបដិចសមុប្បាទធម៌ដល់អញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញតអព្រះជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងព្រះជាអ្នកបង្កើតសត្វលោកគឺថាប្រកបជាមានព្រះហើយគឺបុគ្គលម្នាក់អស្ចារ្យពិសេសណាដែលអាចបង្កើតសត្វលោកបានយ៉ាងនេះនឹងបង្កើតដល់ទៅផែនដីព្រៃភ្នំតលេសមុទ្រទៀតនឹងគឺមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេគឺប្រកបជាអស្ចារ្យអញ្ចឹងគាត់ថាមានព្រះជាអ្នកបង្កើតចឹងតែម្ដងទៅអាហ្នឹងបុគ្គលដែលមានការយល់ឃើញថាមានព្រះជាអ្នកបង្កើតសត្វលោកបង្កើតផែនដីបង្កើតព្រៃភ្នំនឹងគឺបានសេចក្តីថាសំដៅយកអវិជ្ជាណាអវិជ្ជារបស់សត្វលោកនេះអវិជ្ជាដែលវាមានក្នុងសង្សារវដ្តប្រចាំខណ្ឌបញ្ញកៈនេះជាឫសគល់នៃវដ្តដាក់នេះដែលអវិជ្ជានឹងឯងនាំឲ្យមានតណ្ហាឧបាទាននាំឲ្យកើតកម្មនាំឲ្យមានបដិសន្ធិនេះណានឹងគឺទៅចាប់យកអវិជ្ជាហ្នឹងណានឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងត្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីរឿងអវិជ្ជាដែលជាឫសគល់នៃវដ្តសង្សារដែលនាំឲ្យមានជាភពកំណើតយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺព្រះទ្រង់ត្រាស់អវិជ្ជានោះតែបុគ្គលដែលមិនបានត្រាស់ដឹងដែលមិនបាន
khơi thì cái đây bất cái nông vật ở xong xa mình bán đăng thà chị ạ về chia tế có thà bệnh để mà đoàn tử nâng được chứ nấy cần lấy đại lệ mình đăng nâng xâm đăng thà chị bệnh để bệnh xâm mạng xâm phút có ông thương đăng nâng bệnh ở đây dù bà cô đại đăng à cần lấy đại kê thà bệnh nó kì ạ về chia nâng tầm đoàn nâng để ngóm ấy miên phạt lộp nô nhưng được chứ nấy cứ thà ca nê quần cha dập nhông băng ôn có bàn chết ông tì rương cầm nát đại niên ca lai lực nông phục bày nế hay tật tam à dụ nát tật tam à dụ đôi chia làm chớ có vì mình à dụ làm chơi khá thì chạm ngọt tới làm chơi khá thì nâu dụ cho năm tới làm chơi khá đó tới rọt con cho năm dân tới và nó vì mình là dụ bỏ về nó đời xảy đời xa à xảy ôi rư co à xảy chi chiết này thay đây à nâng về xong cùng thế này đó à xảy ôi dụ về dụ khay hay à xảy chi chiết này thay đây à xảy bỏ giá cả chung vinh rồi đời đây nâng dân thòm dân nào chúng cô nó dơ mấy cả đôi khi nè ta đại về ai miền này dụ về khay nấng cứ về say à ha nấng đôi chìm đôi nông bật thâm bật cặp nấng đại lục lục băng sầm đầy hơi nấng khơi thả ha nấng về bình nát chẳng nà đó nằng hơi cày mà nấng về chạy từ miền ca chọc sau ấy tới việc tiện tương nấng kỉ lẽ à cái sau là bao mình nút chẳng tới à dụ nấng có bị chết thật hay thôi chọc nó rồi hốt rồi đó tập ngày nấng ở cao độ dùng vậy nè, à, rập vào đây năm vào đầu năm mình bàn tới đi vào thăm ở cao độ hôn mà đoan mình luôn tập ngày nè, nè rồi về men còn để chọc mau tới mà đoan tập ngày tới về chọc biển mũi ở sang khay mà đo đập năm hơi về lai từ bên về lai cho ra xa nè, nè tầm rầm tới mà đoan tập ngày nè cầm phong thể chọc nè ngay cầm phong thể chọc to từ tiệt từ mấy nè từ mấy cầm phong thể khay chọc nè nâng về tiệt tôm nâng à ha nâng à ha với cam để cầu kia tới rồi đây là cam tập trai prua tới mình phải cọt mình phải chia là hơi cứ tha về ai vừa ai sắp có kiếp nâng anh chọc sao chừng người đâu kia nâng co cam tập miên say say tới về tiệt tôm làm ti tham để chia càng cay hay tham để chia càng cay nâng về tiệt tôm chỉ kiệt lấy rồi bóc mình luôn nâng à mình chẳng rồi hốt đau tư từ mai mình luôn phải dụ đập cho năm sập nâng cặp sập kia khuyên người ta tập ở đây ấy tới đó nàng cứ tập bị cắp cứ tập bị lạp như thế, rồi hốt to cái miên mà nó khla để rui khoát bị cắp lạp nàng ấy, chết miên cả nát ở sâu kia chết non kia cùng pin rồi sau là thua bám mà nó không chết để miên dụ khay là, ấy tam cầm pi bảo mặt cho thì cán cầm đai thà để tê khay bị đập nằm màu với những khay lớn á, nàng khay lớn á rồi thà mình đọc cho nam nâng phần đọc về về chìm ra anh ta đói quân là thua tới sắp thì con mau nó dụ ra một thi ấy nó bằng ngó về về miền ca chìm ra anh chẳng hay mình ở dụ một thi ngó nó bắt đầu là con tức là ai có được sai sách nữa sai sách cho nam nó bằng ngó thấy con là bọn mình ở dụ sai sách nó coi là phai sách cho nam ấy nó bằng ngó nó miền nơi cái nông phạm mặt cho đề ca nè vì miền ca thay là nâng đòi xa thấy ngon khá bằng kinh nơi quân là thua nè đây là o chẳng chẳng tới có về riêng chấm ơi đây à ha vây vây từng ao nắng về vào bờ tư miền là nam mai bờ tư đòi trầm tư nông ca từng lúc rong sóc kiếp là hãy có về ao miền ca vì qua lại từng chân tới là dụ nắng có chết từ bên bên từ à nắng về chạy tôm nắng chấm để cho nên nông ca đây này dễ thì ca cùng nắp về về liền này à dụ nông ca rồi nơi ta tam cả lạc tê sạc cứ tập tam tập lén nâng tập tam phê về lý chẳng cứ nơi không chúng tôi thuyết mi cứ về miền ca lau chóc mình bật cặp để chia ở về nâng trong tập lén na tới cứ đời ở say ông phê lọ không chúng tôi thuyết nâng còn lọ khăn na bàn tra chia bột cốt bàn tra chia bị chia cái cốt ấy nơi không chúng tôi thuyết nâng ấy miền ca cắp lắp và hốt đo cây nghiệp đa bảy đa phương năm đây giờ cam ấy nó còn nơi thì không chịu phụ thịt nè bạn ấy thả chết phước bát và ba phần nó ấy và chết phước bấm và bấm phần nè bạn thì ca cầm nắp này dụ khay nó về chết từ prai prứ từ tám quân là thô để chỉ sầm bát rứa co chỉ vị bạn nữa nâng chẳng để cho nên nơi khả năng thực đây đi
Bên ủy chá dịch nhóm bán phổn có cặp đây nâng sắc xa một tí rương rương rụt cài khăn ông mùi áp đập hiệp ní nát tiết nâng nếu khăn ông bật thua kê xa mang xa một phút của ông trông trác xin đánh thà chi vị tăng áp đập hiệp vô chạy sọc hạ tục khá cho kê vật là ê cạ chạy tạ xa mà giật tá là hụt sao vật tạ tê khắp nào chỉ vất cái đây áp đập hiệp cái đây sọc nâng sốc cái đây tầng ọt ní cứ sắp tập có đào chất đua mùi ឯកចត្តសមាយត្តានោះលោកសាវត្តទេកណ្ដាលគឺគណៈនិខោទាំងអស់នេះព្រោះប្រតិទ្យរហណានោះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសម្ដីអត្តភាពនេះមួយអត្តភាពយើងជ្រាបឲ្យមួយជាតិមួយកំណើតនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាប្រកបដោយចិត្តតែមួយហើយមួយអត្តភាពប្រកបដោយចិត្តតែមួយយ៉ាងម៉េចទៅព្រោះក្នុងមួយអត្តភាពមានចិត្តណាមួយគណៈឬច្រើនគណៈទៀតតាំងពីកើតដល់ស្លាប់ច្រើនណាស់ហើយអាចរាប់អស់ថាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះទេណា ចាស់ឲ្យដូចម្ដេចបានជាព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តភាពនឹងប្រកបដោយចិត្តដួងមួយណាជីវិតតាំងអត្តភាពវោចៈសុខៈសុខៈចកេវលាឃើញណាហ្នឹងឯកចិត្តសមាយត្តាលោកសាវត្តទេខណៈគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអត្តភាពនេះវាជាប់តាក់ទងនឹងចិត្តហ្នឹងដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបានណាទៀតវាជាប់តាក់ទងនឹងចិត្តហើយវាអាចជាប់តាក់ទងនឹងចង្ហើមជើងជុលវាជាប់តាក់ទងនឹងអាហារវាជាប់តាក់ទងនឹងឥរិយាបថវាជាប់តាក់ទងនឹងឧបតោ bạn cứ chạy ấy nấm nhận hay để chọn chạy tôm nấm chặt thòng hay chặt đại ca đặt lớn miệng đại ca ti đùng chỉ mũi kia té hoặc té ca té đùng mũi té hay bờ chặt nâng ấy mình miền nằm bề nà miền áp tập hiệp nâng anh có bờ tự bàn té nâng cứ thả ca na bờ chặt mình miền hơi chặt đùng mũi nâng đó mình miền hơi áp tập hiệp nâng có mình ái có bờ tự bàn dân bạn đây thả ជីវិតដែលយើងរស់នៅនេះទោះជាយើងបានថាមានកូនប្រមាណអ្នកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកប្រាក់លុយកាក់ច្រើនក៏ប៉ុណ្ណាក៏ដោយរួមទាំងអត្តភាពផងនេះគឺមានត្រឹមតែ1ខណៈចិត្តតែប៉ុណ្ណោះទេបានន័យថាបើអត់មានចិត្តទេនោះអត្តភាពនេះក៏មិនមានកូនចៅទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកប្រាក់លុយកាក់មានច្រើនរាប់រយគីឡូមាសរាប់លានដុល្លារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រមែងមិនមានដែលមានសព្វថ្ងៃនេះកូនចៅញាតិញោមទេណាគឺមានត្រឹមតែ1ខណៈចិត្តតែប៉ុណ្
vậy thiệt thằng khăn nồng cũng chẳng hiệt nhóm ấp rộm rươi rươi nó tiền lắm ấp rộm rươi rươi bậc hạt ấp rộm ơi khơi thả bạc tử vậy thiệt thằng khăn nồng nha cứ mình miên chê tận nà mới tới thằng cái đấy khơi đông mò ấp miên chê tận nà khơi bậc cô sợ xó ấp miên chê tận nà khơi ấy đám chứ ấp miên chê tận nà nè nè nàng khơi chẳng thế nâng cứ trời niên ca ọp rầm bảnh nhà nâng ở bàn tăng cho bà thả bạc tử vây thiệt khẳng khăn ông ấy mình miên chê chân á đôi chân nì nâng à bao thiệt còn chân đấy à bao thiệt nó chứ nâng tức khẳng trái miên chê chân á thế à thế chân à bao thiệt khẳng khăn ông ấy tức bởi mắt tức xoay tức tu tức chiêm tức như lanh khắp tức nê chứ lanh riêu tức mắt tức xâm bao tức cầm ơ, tức mốt ấy nâng chẳng rôn tiền ở bao thiết nơi khăn ông tạc xong phía rẽ bạc tử vây chỉ đào nâng tiền ấy từng ngọt nâng chỉ ở bao thiết tháng khăn ông ấy nâng có mình liên chê tử ná đôi ở bao thiết tháng cao đài tức băng tức tử lê tức tưng tức sử mật nâng liên chê tử ná thế nâng cái này để tăng nâng bao ở bao thiết phân tích phân tươi nhé ôi khơi ở bao thiết nâng ấy mình liên chê tử ná đôi khỉ ọp rong chim ra nó ở căn để chấp bát bẩn tích mà đom bẩn tích mà đom cẩm an đằng nhà nam mình đằng bẩn nắng đằng an từ rú người miền đằng ấy cẩm ở an chẳng đó vì pro nè pe dân sắp dân chưa nên phân phải pro cả đấy đây mình miền thực tế từ lực mình miền ca sắc xa ọp rong rơi rơi nắng trong qua tha rú nắng chỉ khôn na nằm lấy mau thì ấy ban chỉ khơi là rú mới chỉ khôn ai nhỉ nè mà ông chí mình bán chạy cái rút này anh ấy bắt em đi nêm ở phố tớp miên thì đấy và cam thả rút chết luôn nè ấy tê châu thiết thằng trái miên chê trần à thế nè ốc rong tê châu thiết thằng khăn ông nâng tê châu thiết để thăm ở đá tê châu thiết để cắt đau khăn tê châu thiết để phơ ơi chắc chỉ đi tê châu thiết rùm lê hà ấy chẳng ơ nó ốc chê trần à đôi kìa để miên lệ trần à đau cho đau nó trên lắm nàng vi vô thiệt bọn lăng lơ bọn cho cao vi vô thiệt để bọn cao của viên cực bọn nông cua hay
វាមានអាបកក្នុងពោះវៀនវាមានបកសពសារពាងកាយដើម្បីញ៉ាំងអរិយាបត្តិឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដើរទៅមុខជាតយក្រោយលៀកចំណុកអីនឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលអីណាមានចេតនាទេណាងយើងត្រូវពិចារណាខ្យល់បកហ្នឹងខ្យល់ខាងក្រៅហ្នឹងណាគុណចាស់ញាតិញោមជ្រាបថាខ្យល់អត់មានចេតនាកាលណាបើយើងឃើញថាខ្យល់អត់មានចេតនាគឺយើងមិនសង្កល់ថាជាសត្វទេខ្យល់ហ្នឹងមែនទេខ្យល់ខាងក្នុងហ្នឹងឲ្យឃើញអត់ចេតនាគឺមិនមែនសត្វដែរណាកាលណាបើអត់រំរឿយរឿយនៅធាតតកម្មដ្ឋានណាទៀតគឺធាតដីធាតទឹកធាតព្រឹងធាតខ្យល់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនឹងគុណចាស់យាទញោមនឹងក៏ចេះតែចម្រើនណាប្រាជ្ញាស្មារតីនឹងនឹងហើយអាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចម្រើនចិត្តប្រឋាន4ណារូបធម៌នេះមកធ្វើតាមផ្លូវភ្នែកជាជាចំោះសម្ដាប់កាយចិត្តនឹងក៏អាចយល់ច្បាស់មានប្រកបដីអប់រំចម្រើនទៅបានប៉ុន្តែគុណចាស់យាទញោមគឺអាចអប់រំបញ្ញាចម្រើនឲ្យឃើញធាត4នេះឯងជាធាតដែលមិនមានចេតនាដោយដីទឹកភ្លើងចោលខាងក្រៅដូចគ្នានាមធ្វើដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅបានអារម្មណ៍តាមផ្លូវភ្នែកជាជាចំណោះសម្ដាប់កាយចិត្តនឹងគឺមិនមានសរីរៈសំខាន់មិនមានរូបធាតុបន្តិចបន្តួចជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់លេឡំជាមួយទេណាវាដីឡែកអំពីធាត4កាលណាបើអត់រំរូបកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងទៅគុណចាស់ក៏អាចតម្បីមានការជំរួមតាមផ្លូវភ្នែកជាជាចំណោះសម្ដាប់កាយចិត្តដូចជាតាមធាតជាអីអញ្ចឹងដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីទោមនស្សខ្លាំងខ្លាំងណានៅពេលដែលគេខ្មាស់ទេដៀលនៅពេលដែលគេនិយាយមួយសង្កាច់សង្ឃោចនេះជានោះនៅពេលដែលគេនិយាយមើងងាយយ៉ាងណាយ៉ាងណាអីអញ្ចឹងវានាំឲ្យទោមនស្សវានាំឲ្យឈឺចុកចាប់តាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះចាស់យកញោមបងប្អូនកាត់បន្ថយបានព្រោះការសរុបតាមព្រះតេជៈហ្នឹងព្រោះបានដឹងថាទុកទោមនស្សដែលកើតឡើងនេះអាហ្នឹងកាលណាបើយើងអត់មានសតិសម្បជញ្ញៈហាមឃាត់អាហ្នឹងវាត្រូវចូលមកដល់ទុកទោមនស្សតាមផ្លូវចិត្តហើយប៉ុន្តែបញ្ញាក៏ឃើញថាទុកទោមនស្សដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យមានផស្សៈជាបច្ច័យគឺសោតតែសម្ពោះតាមផ្លូវវិជ្ជាហ្នឹងណាវាជាបច្ច័យដោយឧបនិជ្ជបច្ច័យវាជាទីអាស្រ័យដែលមានកម្លាំងមួយនាំឲ្យកើតទោមនស្សសេចក្តីក្នុងជីវ័នហ្នឹងនឹងវាកើតជាតំណោះក្នុងជីវ័នទាំងតាមផ្លូវតិជាហ្នឹងទាំងជីវ័នក្នុងមโนទ្វាហ្នឹងដឹងរឿងគេស្ដីឲ្យគេខ្មាស់ទេដៀលដឹងរឿងគេនិយាយមើងងាយអីអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែដឹងថានេះវាមិនមែនកើតមកពីអ្នកដតីធ្វើឲ្យទេវាកើតមកពីសោតតែសម្ផស្ឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានដឹងថាផស្សៈជារបស់មិនទៀងមានហើយត្រឡប់ទៅជាមិនមានវិញទៅមកពេលហ្នឹងទេវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលកើតពីផស្សៈហ្នឹងឯងដោយឧបនិស្សយបច្ច័យពីផស្សៈមកហ្នឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងក៏មិនមែនជាខ្លួនយើងអញ្ចឹងខ្លួនយើងអាចបានទទួលរឿងគេនិន្ទាគេមើលងាយគេមើលថោកគេស្ដីថាទេកាលណាបើដឹងថាខ្លួនយើងមិនមានទទួលរឿងគេនិន្ទាគេស្ដីគេថាគេមើលងាយអញ្ចឹងពេលនេះគឺការដែលយើងចិត្តថាសុខស្រួលនៅក្នុងធัวដល់ខ្សែណាមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រាថ្នាចង់ឲ្យគេសរសើរទេព្រោះកាលណាដែលយើងបានទទួលការសរសើរនោះតាមពិតវាមិនមែនទទួលតែរឿងសរសើរទេវាត្រូវទទួលបញ្ហាសពគ្រប់កាលណាបើមានខ្លួនយើងហើយណាទៀតវាត្រូវទទួលដោះស្រាយបញ្ហាសពគ្រប់ប្រការក្នុងជីវិតនេះនៅក្នុងសេចក្តីចម្រៀងអល់ច្រើនយ៉ាងណាស់នឹងមិនមែនគ្រាន់តែទទួលរឿងគេសរសើរមួយទេឥឡូវនេះមិនបានទទួលសរសើរហីចុះណាស់អត់ចាំបាច់ត្រូវការចាំបានសរសើរទេប៉ុន្តែបានឃើញវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះឯងមិនមែនជាខ្លួនយើងសោះកើតឡើងព្រោះសោតតែសម្ផស្សជាបច្ច័យកាលណាបើវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យនេះមិនមែនខ្លួនយើងហើយនោះក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការអ្វីៗក្នុងលោកនេះឡើយហ្នឹងនឹងការអប់រំណាទៀតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមនឹងជ្រាបទេអប់រំបានទេទៀតណាស់ណាស់កំថងខ្ញុំស្ដាប់យល់ហើយប៉ុណ្ណឹងរួចទៅក៏ហីទៅអានេះគឺមិនមែនអប់រំទេយើងកំទុកចិត្តថាយើងឈ្នះកិលេសហើយនោះដូចជាតាមផ្លូវកាយអីចឹងគេតែលៀតលៀនដោយដៃដោយចំបងដោយដុំដីឬក៏ឈឺចុកចាប់លំបាកឈឺក្បាលជង្គង់ឈឺចង្កេះឈឺស្មាឈឺខ្នងឈឺក្បាលសពគ្រប់ប៉ុន្តែដល់យើងអប់រំនៅរូបកម្មដ្ឋានណាទាំងតាមចម្រើនទៅយើងឃើញដីទឹកភ្លើងខ្យល់ខាងក្នុងនេះដូចដីទឹកភ្លើងខ្យល់ខាងក្រៅដែរដីទឹកភ្លើងខ្យល់ខាងក្រៅជាទីទទួលនៅអ្វីអ្វីដែលធ្លាក់ចុះមែនទេហ្នឹងជាធម្មតាមែនទេរបស់ស្អាតមិនស្អាតធ្លាក់ចុះមែនទេទឹកមាត់ទឹកផ្លែទឹកស្ទុះទឹកឈាមធ្លាក់ចុះមែនទេយើងមានដែលគិតឆ្ងល់ថាមិនសមដីនឹងទឹកភ្លើងខ្យល់នឹងទទួលនៅរបស់ស្អាតមិនស្អាតទេយើងមានដែលឆ្ងល់ទេ
nâng dân nằm ấy đây tức lương cho hàng khăn ông ấy cái ấy để tăng nâng đại thiệt đây tức lương cho nít bây giờ khơi ra chìa thăm ở đá về tay tay tụt tu nơi chủ ngư rô kia chìa thị thao thập vẹt tên trên nâng cứ đo tình chân chật dân chìa thao sụp xuống á nơi khăn ông bệnh tụt thầm đi dân mình ngọt nhu đầm đây cơ ca châm ai tụi dân chìa châm ai tụi dân ban tộc trù thế rồi dân khơi cái ấy nít con đại đây tức lương cho thăm ở đá đây tức lương cho tay tay tụt tu nơi rồi bỏ với sắp rút từng ốc đối đây tức lương cho hàng cài đài bạn thấy dân ban nơi tì phần môi kì dân ai ban ở ca đồng bấy rồi lo nơi lột nít nó chứ nâng đòi ca để mình và cam thạ chỉ tu luôn dân chẳng tiền sống cùng cha việt nhau bằng ơn thầy bảo tượng ó tăng nơi khả năng thầy sửa thoáng nó chứ nó sống ạ.